Rồi. Hi, hello mọi người nha. Sài Gòn 365 TV đây. Rồi, hôm nay mình vừa mua một cái sản phẩm tai nghe Bluetooth thôi mọi người. Tai nghe không dây á, trên điện thoại. Mình thấy cái giá nó cũng hợp lý ha, 85.000. Hàng chính hãng ha. Mình mua trên Tiki ha mọi người. 5 giây quảng cáo cho Tiki ha. Giao hàng cũng nhanh ha. Nói chung là đóng gói nè. Tiki rồi đóng gói là rất là đẹp nè. Tiki. Rồi mua hàng trên Tiki là đa số là mình mua nhiều ha. Thấy nó free ship nhiều. Nhiều cái free ship lắm. Mình không phải là quảng cáo, nhưng mà là cái trình bày của Tiki nhìn thấy cũng hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ mình không dài dòng, vui giới thiệu với mọi người ha. Tai nghe hiệu gì, mấy cái hàng chính hãng đây. Rồi cái hộp không có gì hết, một con bên tai nghe Oco ha mọi người. Oco E36, hàng chính hãng ha. Rồi, xé luôn. Đang khá kỹ. Tai nghe cho điện thoại giá rẻ. Đây là cái mã kiểm tra ha. Mình có thể quét cái mã QR ha. Đây là cái hình dáng của nó nè mọi người. Rồi, có cái đèn LED nè, micro USB nè ha. Rồi, đây là cái nút chuyển đổi giữa gọi đó. Bluetooth là vệ sinh 4.2, khoảng cách là 10m, nguồn là 5V ha. Đây nó ghi là đàm thoại thì khoảng 4 giờ, sạc thì khoảng 2 giờ là đầy ha. Pin là 70 mAh. Đèn LED, micro USB, nút để trả lại cuộc gọi, silicon, cái này nhặt lỗ tai nha, silicon. Rồi, model là E36 ha mọi người. Đây nó in những chữ mà nó anh rất là khó đọc ha. Thôi vui. Đây siêu. Bóp siêu, bóp siêu. Siêu qua thử mọi người ha. Này mình mua trên Tiki ha, cái link mình để bên dưới đó. Mọi người có cái nào giá rẻ hợp lý thì mình giới thiệu thôi ha, chứ đây không có bán hàng gì hết. Ui sao đây trời, ai đây
Rồi. Đây là cái cổng cáp ha, cổng micro USB. Rồi đây cái đầu nhấc của tai ha, đi con đó. Rồi vậy thôi. Cái hút ẩm. Tên của hộp cô ha. 9.000 rồi đó. Rồi đây. Nhân vật chính. Thôi 36. Đây dán cái tem này cũng được. Đây là nút trả lời cuộc gọi ha. Nhân cuộc gọi. Rồi đây là cái đèn led. Đây cổng sạc. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối nó ha mọi người. Kết nối với điện thoại Nokia ha. Ở đây mình sẽ sử dụng con Nokia 5.1 Plus. Rồi trước tiên mình cái nút nguồn nữa ha. Mình đè nó vô. Rồi. Rồi sau khi nó chớp chớp rồi ha, mình sẽ tiến hành mở cái điện thoại lên. Rồi mình sẽ vô cái phần cài đặt ha. Rồi vô thiết bị đã kết nối nè, Bluetooth nè, chọn là ghép nối thiết bị mới. Rồi nó sẽ thấy được cái là Hoco E36 ha, mình bấm vào kết nối. Rồi ghép nối luôn. Rồi nó báo là đang hoạt động ha mọi người. Rồi giờ mình sẽ tiến hành đây, sau khi nó kết nối được rồi nó sẽ xanh ha. Đó chớp xanh. Rồi mình sẽ tiến hành thử nha. Mình sẽ gọi 900. Có tiếng bên ngoài đó mọi người. Khá lớn ha. Ok. Rồi, vậy là mình đã giới thiệu với mọi người xong một cái tai nghe Bluetooth ha. 85.000 ha mọi người, chính hãng nha. Hiệu Hoco, thương hiệu này thì mình nghĩ nó là Trung Quốc đó, nhưng mà một số cái thiết bị khác mình mua thì mình thấy nó để là Hồng Kông ha. Hồng Kông với Trung Quốc gì cũng một nha. Rồi thôi mình xin kết thúc video tại đây ha. Rồi có gì mình sẽ giới thiệu với mọi người những thiết bị khác ha, tốt nhất ha. Rồi đây nha mọi người, Hoco L38 nha. L36 sorry. Còn nó lộn 36. Rồi, xin chào mọi người nha. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. Best to not feel sorry when it's over.